Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ trì cuộc họp chỉ đạo ứng phó với siêu bão Noru. Được biết, cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ gây lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Bình Thuận đã rà soát phương án sơ tán 868.230 người. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 19 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông nam đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 cho tới cấp 14, tức từ 134 cho tới 166 km/h, giật cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 cho tới 25 km, đi vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức từ 134 cho tới 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 cho tới cấp 9, sau tăng lên cấp 10 cho tới cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 cho tới cấp 13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 6 cho tới 8 mét. Vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8 cho tới 10 mét, biển động rất dữ dội. Trong 3 ngày vừa qua, các tỉnh ven biển từ Thái Bình cho tới Hà Tĩnh và Nam Trung Bộ có mưa lớn từ 100 cho tới 250 mm. Một số mưa lớn như là Sầm Sơn ở Thanh Hóa ghi nhận mức là 332 mm, Quỳnh Lưu của Nghệ An là 288 mm, Xuân Bình của Phú Yên là 233 mm. Các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Bình Thuận đã rà soát phương án sơ tán dân với tổng số là 213.914 hộ với 868.230 người. Trong đó, các tỉnh trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế tới Quảng Ngãi đã sẵn sàng phương án sơ tán 93.312 hộ tương ứng với 368.878 người tùy theo diễn biến của bão. Cũng trong cuộc họp chỉ đạo ứng phó với siêu bão Noru vào chiều nay 25 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuẩn bị các phương án lập ban chỉ đạo tiền phương. Đề xuất này bắt nguồn từ ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Hiệp đánh giá bão Noru đêm nay vào Biển Đông sẽ trở thành cơn bão rất lớn, là siêu bão, cấp độ rủi ro thiên tai là ở cấp 4. Với cấp độ rủi ro này, công tác chỉ đạo nên ở cấp Thủ tướng và nên lập ban chỉ đạo tiền phương để ứng phó kịp thời. Trước đề xuất này, Phó Thủ tướng yêu cầu trong tối nay, cơ quan tham mưu cần phải trình đề xuất cụ thể về thành phần, trụ sở, kế hoạch triển khai. Trước mắt, Phó Thủ tướng cho biết sẽ thành lập các đoàn công tác của Chính phủ, ban chỉ đạo, các bộ ngành để tăng cường kiểm tra thực tế. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương thành lập các ban chỉ đạo và đoàn công tác của địa phương từ tỉnh, thành phố tới các quận, huyện, xã, bảo đảm giữ trữ lương thực, thực phẩm để đề phòng trường hợp bị chia cắt, người dân không đi lại và mua bán được. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão Noru là cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022 cho tới nay. Cơn bão này được dự báo sẽ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, có thể gây mưa rất lớn, kéo theo đó là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Chia sẻ tại cuộc họp, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, bão Noru là cơn bão mạnh nhất 5 năm trở lại đây và là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Cơn bão này thậm chí được tiếp thêm nhiều năng lượng nên ngày càng có xu hướng mạnh lên khi vào Biển Đông. Hiện nay thì bão di chuyển nhanh từ 20 đến 30 km/h và nhiệt độ bề mặt nước biển dọc theo đường đi của bão, các điều kiện khí quyển thuận lợi cho quá trình mạnh lên của bão. Và đặc biệt là có tướng là cũng không có cái hiện tượng là vùng giữa Biển Đông không có cái không khí lạnh như mọi lần, do đó thì cái việc cơn bão, Hồ tướng có thể thấy rằng cơn bão chuyển thẳng, và như vậy là cái năng lượng bão rất lớn và cái điều kiện đường đi của bão rất thuận lợi, không có cản trở gì, và do đó thì có thể nói rằng là cơn bão sẽ có nhiều cái khả năng mạnh lên. Cũng trong cuộc họp này, Phó Thủ tướng lưu ý bão Noru là cơn bão rất mạnh và có thể sẽ gây ra thiệt hại, nên các bộ ngành địa phương cần chủ động tổ chức thực hiện di tản người dân, kêu gọi tàu thuyền tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác. Thì với cái tinh thần chúng ta xác định đây là một cái cơn bão rất mạnh, có tốc độ di chuyển nhanh. Đấy, như công chí phân tích tới 25 km trên một giờ đồng hồ. Thì cũng mong là các bộ, các ngành, nhất là các địa phương, là người trực tiếp với người dân, rồi tổ chức thực hiện di tản dân, kêu gọi tàu thuyền về vân vân, công chí hết sức là chủ động.
Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đã tổ chức kêu gọi kiểm đếm, hướng dẫn cách phòng chống bão cho 57.840 tàu với hơn 300.000 lao động. Đặc biệt trong 24 giờ tới, theo hệ thống giám sát tàu cá, cần phải kêu gọi 127 tàu trong vùng nguy hiểm, Bình Định là 100 tàu, Quảng Ngãi 24 tàu, Quảng Nam là 1 và Phú Yên là 2 tàu. Về thông tin cụ thể bão Noru, theo bản tin lúc 14 giờ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi vào Biển Đông khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 9. Tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ từ 20 đến 25 km/h, cường độ suy yếu dần. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 cho tới mùng 5 tháng 10 năm 2022 trên các khu vực của cả nước. Theo đó, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 28 tháng 9 cho tới ngày 5 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to. Khu vực Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế đêm nay 25 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 27 tháng 9 cho tới mùng 5 tháng 10 có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to. Riêng thời gian từ đêm 27 cho tới 29 tháng 9 có mưa to đến rất to. Các tỉnh Đà Nẵng tới Bình Thuận cũng như Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Theo cảnh báo thì từ 27 cho tới 28 tháng 9, những khu vực này có mưa to tới rất to. Nhận định là do giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão Noru di chuyển về phía Tây, sau đó có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến rất mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây và hoạt động mạnh.